Hôm nay, trường Đại học FPT và Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã tổ chức trao học bổng Nguyễn Văn Đạo cho em Nguyễn Ngọc Duong, học sinh của trường chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng. Trong quá trình 3 năm học trung học phổ thông tại trường chuyên Lê Quý Đôn, mặc dù gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và thuộc diện hộ nghèo ở xã Hoa Tien, huyện Hoa Vang, nhưng em Nguyễn Ngọc Duong đã đạt được những thành tích học tập xuất sắc. Với suất học bổng 350 triệu đồng cho 4 năm học đại học, em Nguyễn Ngọc Duong đã hoàn toàn yên tâm theo đuổi ngành khoa học máy tính mà em đam mê. Trong năm học 2015, trường Đại học FPT sẽ cấp 200 suất học bổng Nguyễn Văn Đạo với tổng giá trị 30 tỷ đồng cho 4 đối tượng học sinh là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng có thành tích học tập xuất sắc, học sinh đoạt những giải thưởng trong âm nhạc thể thao và học sinh có kết quả cao trong các cuộc thi tìm kiếm học bổng.